kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vũ Trung Nguyên hoang tưởng về loài cá ao sẽ bá chủ đại dương. Cà phê ở Việt Nam được ông Đặng Lê Nguyên Vũ hô hào thành một thứ văn hóa như trà đạo. Trà đạo là văn hóa của người xưa, người đốt thời gian để mà tán gẫu. Phong cách này không hợp với người phương Tây và đặc biệt là không hợp với những người hiện đại. Ở phương Tây, nếu lúc rảnh rỗi người ta dành thời gian cho gia đình, họ thích đi dã ngoại, đi du lịch, chứ họ không thích la cà cùng bạn bè, uống trà, cà phê suốt cả buổi. Cá trong ao đang tuyên bố sẽ bá chủ cả đại dương. Người Việt Nam xưa nay uống cà phê cứ ngồi lì tại quán, nói chuyện rông dài suốt buổi, mặc dù đó là các nhân viên văn phòng đang trong giờ làm việc. Với lại ở Việt Nam, tình trạng vô công rồi nghề rất đông, nên xã hội đã nuôi dưỡng thói quen đốt thời gian vào những câu chuyện vô bổ như thế. Đó là lý do tại sao loại hình cà phê vườn ở Việt Nam bùng nổ và có đất sống cho đến hôm nay. Đấy là môi trường tốt để Trung Nguyên lập ra hệ thống cà phê Trung Nguyên Legend. Hệ thống này tìm những mặt bằng đắc địa bố trí sang trọng nên hút được khách sang chảnh. Và thêm một yếu tố nữa là những người làm văn phòng thường sợ uống cà phê vỉa hè vì những loại cà phê ấy chủ yếu là làm bằng hóa chất. Đó là những lý do khiến Trung Nguyên thành công tại Việt Nam. Còn ra thị trường thế giới thì sao đây? Thị trường cà phê thế giới vốn được Starbucks định hình, loại cà phê Starbucks là cà phê chế biến cà phê, không phải là nguyên chất, không đậm. Người ta thêm vào đó những chất phụ gia làm cho khách hàng cả nam lẫn nữ đều thưởng thức tốt. Tại Thái Lan, hệ thống cà phê Amazon cũng bùng nổ mọi ngóc ngách, phổ biến đến mức tương đương với hệ thống cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Cà phê Amazon không đắt như Starbucks và cũng không ngon bằng, tuy nhiên về cách pha chế nó giống với Starbucks và giá thì bình dân. Cà phê này đã định hình được văn hóa cà phê tại Thái Lan. Cà phê Amazon có hương vị gần giống với Starbucks hơn là Trung Nguyên. Tại Thái Lan, hãng cà phê Hòa Tan Trio cũng sản xuất và bán ra thị trường loại cà phê như Amazon nên bán rất chạy. Trong hệ thống siêu thị Big C, Lotus, Macron v.v. đều có bày bán loại cà phê Hòa Tan này. Ngoài ra, trong hệ thống cửa hàng tiện lợi 7-Eleven cũng bày bán Trio rất nhiều. Tại hệ thống siêu thị Big C, ông chủ người Thái Lan cũng nhập cà phê G7 của Trung Nguyên để bán, nhưng người Thái quay lưng, gần như không mấy ai đụng đến cả. Một người bạn doanh nhân Việt Nam trên đất Thái Lan kể lại với chúng tôi rằng anh ta mua cà phê G7 tặng cho người Thái, bảo họ uống thử và cho nhận xét. Người này uống xong một ly thì lắc đầu, nói cà phê này có vị chát rất khó chịu. Vị cà phê đậm đặc làm cho người uống say sẩm. Họ nói thua rất xa cà phê Trio của Thái Lan. Ngay cả người Việt Nam mà quen uống cà phê Amazon thì cũng không uống nổi G7 của Trung Nguyên. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ có quyền ước mơ, có quyền nói. Một vị chuyên gia giải thích rằng cà phê tương tự như rượu vậy. Rượu được cấu thành từ nước và cồn, tuy nhiên rượu ngon hay không là bởi chất phụ gia. Rượu ngoại ủ lâu năm trong thùng gỗ sồi cho hương vị thơm ngon, mặc dù so với vodka thì độ cồn ngang nhau. Người này nói cà phê cũng vậy, nếu uống cà phê nguyên chất thì bị ép tim, và đó là lý do người ta cần cà phê có pha chế để ra được hương vị tổng hợp như Starbucks hay Amazon. Ông này nói rằng cà phê Trung Nguyên so với cà phê Starbucks chẳng khác nào rượu vodka, chỉ có nước và cồn đem so với rượu whisky Scotland cao tuổi vậy. Cà phê Trung Nguyên rất lạc lõng, họ đang ở ao làng nội địa nhưng lại hoang tưởng chinh phục thế giới. Chắc chắn 100% sẽ là thất bại mà thôi, người này nói. Mới đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đình Đám, đã lên báo nói rằng tới một ngày nói đến cà phê người ta sẽ nói đến Việt Nam. Có lẽ câu nói này làm cho rất đông người Việt Nam trong nước thấy thán phục. Nhưng với những chuyên gia phân tích thị trường có am hiểu về thích uống cà phê, thì họ không tin là G7 của Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ cạnh tranh được với cà phê của các nước trên thế giới. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn dạy cho thế giới uống cà phê kiểu Việt Nam hay sao? Khó hơn lên trời hái sao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin
Vũ Trung Nguyên hoang tưởng về loài cá ao sẽ bá chủ đại dương. Quý vị và các bạn hãy theo dõi vào nút Facebook và YouTube của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hai án kịch khung cho lính của Phạm Bình Minh. Với chiêu thức này, ông Tổng có dọa được đồng chí không? Việt Nam là quốc gia còn duy trì án tử hình, trong khi đó thế giới văn minh đã dần xóa bỏ án tử hình và thay vào đó là án chung thân không ân xá. Chuyện xóa án tử hình là đề tài tranh cãi từ nhiều năm qua, trong đó những luật sư có tư tưởng tiến bộ đều ủng hộ việc bỏ án tử hình. Lý do là họ cho rằng bỏ án tử hình vừa nhân đạo vừa không để giết oan người vô tội nếu bị kết án nhầm. Giả sử như vụ Nguyễn Thanh Trấn và Huỳnh Văn Nén, nếu hai ông không được giải oan trước khi thi hành án, thì hai ông này không có cơ hội được minh oan và đã bị bắn chết. Vụ chuyến bay giải cứu bị đề nghị hai án kịch khung. Về bản chất thì Đảng Cộng sản Việt Nam không văn minh như các nước dân chủ. Từ khi nắm quyền cai trị đất nước, họ không bao giờ lấy lòng dân. Họ theo đường lối bạo lực cách mạng, tức là họ dùng những biện pháp man dợ nhất để đe dọa người dân và cho đến nay họ vẫn hành xử như vậy. Nếu bỏ án tử hình thì Đảng Cộng sản không còn công cụ đáng sợ để mà răn đe, nên rất khó để họ có thể chấp nhận bỏ án tử hình. Vụ án chuyến bay giải cứu sắp kết thúc điều tra và đưa ra tòa xét xử có đến 54 bị cáo sắp phải hầu tòa vì tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này có đề nghị hai án tử hình cho bị can Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, và bị can Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng. Đây được xem là mức án rất nặng với hai ông này. Tuy nhiên, mức án này có răn đe được những quan chức tham lam khác, khiến họ phải chùn tay hay không lại là một câu chuyện khác. Thực ra, với mức án đề nghị cao thế này, không ai tin hai người này sẽ bị tuyên với mức án như vậy. Không rõ vụ án này có thể chạy trọt được hay không. Nếu có thể chạy được thì cách kêu án kịch khung như thế này là để những kẻ trong hệ thống tư pháp mua bán công lý dưới gầm bàn với những món tiền khủng khiếp. Với những quan chức quen thói tham ô thì họ cũng thừa biết đường để mà chạy. Tuy nhiên, nếu là án bỏ túi, lệnh được ban từ trên xuống thì lúc đó bộ máy tư pháp không thể buôn bán gì được. Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh. Bây giờ chỉ chờ xem phiên tòa sẽ diễn ra như thế nào. Nếu không kêu án kịch khung mà chỉ tuyên án có thời hạn thì đấy có thể là dấu hiệu của việc mua bán công lý dưới gầm bàn. Không mấy ai tin tòa có thể tuyên án kịch khung cho hai bị cáo này. Tuy nhiên đấy chỉ là dự đoán. Thực tế thế nào thì phải đợi đến phiên tòa diễn ra mới rõ. Nếu nhìn vào hai người bị đề nghị án kịch khung thì rõ ràng những người này đều liên quan đến ông cựu Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ông Tô Anh Dũng từng là cấp phó cho ông Phạm Bình Minh khi ông này còn nắm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, còn Nguyễn Quang Linh là trợ lý cho ông Phạm Bình Minh. Nếu không có cái gật đầu của ông Phạm Bình Minh thì liệu hai ông kia có dám qua mặt cấp trên của mình hay không? Vậy mà cấp trên là ông Phạm Bình Minh chỉ bị cách chức, còn cấp dưới thì bị án nặng đến như vậy. Chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa làm triệt để, bởi hầu hết những việc xấu có thể để lại hậu quả thì cấp trưởng thường né và đẩy cho cấp phó làm thay. Nếu ông Trọng không có cách triệt hạ những lảng tránh trách nhiệm thì sẽ không có khả năng dập tắt được tham nhũng, mà ngược lại nó vẫn bùng lên như không có bất kỳ chiến dịch dập tắt nào cả. Hai lính thì bị đề nghị án tử, sếp Phạm Bình Minh chỉ bị cách chức. Thực tế người ta không biết liệu ông Nguyễn Phú Trọng dựng lò với ý đồ rửa bẩn cho đảng hay dựng lò là để triệt hạ phe cánh. Nếu nói cách làm như thế mà hy vọng Đảng Cộng sản trong sạch là hy vọng ảo tưởng, bởi cách làm nhẹ tay cho quan lớn nhưng lại nặng tay với quan nhỏ thì không bao giờ khiến cho quan to tham lam chùn bước. Bởi họ biết rằng nếu họ tránh trách nhiệm đổ xuống cấp dưới thì họ có thể thoát tội dễ dàng. Chống tham nhũng trước hết phải triệt để được kẻ trên cao mới có thể hy vọng
thành công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin hai án kịch khung cho ông lính Phạm Bình Minh. Với chiêu thức này, ông Tổng có dọa được đồng chí hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.